Hi, xin chào tất cả các bạn và quay lại với vlog của mình Lên Tuấn Official. Yeah. Và mình xin lỗi là mình đã 3 ngày hôm nay mình không thể ra vlog cho các bạn. Một lý do vô cùng đơn giản đó là gì các bạn biết không? Lý do đó là mình đang có bài test, là bài kiểm tra mấy bạn ạ. Thì mình còn đang học một cái khóa gọi là Master Trainer nữa. Thì đó là khóa về huấn luyện thể thao để sau này có thể làm PT á. Nhưng mà mục tiêu của mình không phải là để làm PT nha. Mà mục tiêu của mình là gì? Để có kiến thức. Và sau này mình sẽ có thể đủ kiến thức để về thể thao cho mình, về dinh dưỡng, về tất cả mọi thứ luôn của Úc. Rồi sau đó mình có thể phát triển bản thân của mình thôi. Và sau đó có thể là mình sẽ tạo một kênh YouTube về thể thao, ai biết được đúng không? Để chia sẻ cho các bạn những bài học mà mình biết được. Thì bởi vì cuối tuần này là mình phải nộp bài. Không, thực ra không phải cuối tuần nữa, thực ra là cuối tuần này là mình sẽ tổng kết để nhận bằng. Và trong hôm nay mình phải hoàn thành, có nghĩa là deadline là đến ngày hôm nay. Vì vậy nên là mình có rất là nhiều bài tập và mình đang cố gắng để làm gần xong rồi. Vì vậy nên là mình 2-3 hôm nay mình cứ làm miết nên là mình không có thời gian để quay vlog cho các bạn xem trải nghiệm một ngày của mình tại tại khu cách ly Mường Thanh như thế nào. Đấy, thì đây là một vlog quay lại. Trong vlog này thì chỉ chia sẻ cho các bạn một chút về ăn uống của mình và tập luyện thể thao của mình mà thôi. Thì vlog này nó không quá dài, nhưng mà cái này giống như là mình chia sẻ một ngày bình thường của mình. Thì sau hôm nay khi mà mình đã hoàn thành xong cái việc học cái khóa thạc sĩ thể thao của mình rồi, thì mình sẽ còn vài ngày nữa ở tại khu cách ly, thì mình sẽ làm nhiều video hay hơn, ý nghĩa hơn, và mình sẽ đăng hàng ngày cho các bạn tiếp tục đó, chia sẻ thêm cho các bạn về cuộc sống cách ly và những người bạn của mình tại khu cách ly này. Bởi vì thực ra thì bây giờ tụi mình đã được test lần thứ 2 rồi, là tất cả mọi người đều được âm tính đó. Thì cái đó gọi là một điều rất là may mắn cho đoàn của tụi mình, và không có ai bị sao cả. Vì vậy nên là tụi mình sẽ ra đúng hạn, thì tụi mình sẽ ra vào ngày 20, tối ngày 20 tháng này. Đây là kiểu đồ mới của mình trong những ngày cách ly. Các bạn biết lý do tại sao? Đó là bởi vì tóc quá dài mà không có được cắt. Đó, 3-4 tháng rồi không có được cắt nên là phải buộc nó lên. Thì việc đầu tiên mà mình làm sau khi về nước lục, sau khi mà về khỏi khu cách ly, đó là mình phải đi cắt tóc các bạn ạ. Cho các bạn thấy là ok, sau khi mà mình cắt tóc thì mặt mũi nó sẽ như thế nào. Chắc chắn là sẽ bảnh hơn. Ấy, ok. Đấy các bạn, để cho các bạn biết là học cái này có gì vui. Đó. Thì thực ra là mình học thạc sĩ là mình học về Global Media and Communication nha. Cái này chỉ là một cái bằng mình học thêm cho vui thôi. Ý định ban đầu là vậy, nhưng mà không ngờ nó rất là khó luôn. Đó. Thì đây, ví dụ một bài tiêu biểu của tụi mình là phải có 30 câu đúng không? Thì muốn tốt nghiệp cái bằng thạc sĩ thể thao của Úc thì bạn phải hoàn thành bấy nhiêu nè. Đấy, 4 cái mảng này. Không, thực ra là hình như 2 cái này chính thôi nè, 2 cái này nó chưa được cập nhật lắm. Thì ví dụ như bây giờ mình còn cái phần của mình là còn cái này PTPL đây. Đấy, thì bây giờ mình phải làm hoàn thành toàn bộ cái phần này nè mấy bạn. Các bạn thấy không? Đó. Là mình còn 1, 2, 3, 4, 5, 6 bài nữa. Còn 3 cái này á, thực ra là mình đã làm rồi, nhưng mà cái này là được làm, mình phải test, đã được làm và đã nộp cho thầy rồi, nhưng mà thầy chưa có chấm điểm. Còn những cái phần màu xanh xanh này là mình phải làm online nè. Đấy, thì bây giờ mình sẽ hoàn thành cái phần online này trong tối hôm nay, còn 6 phần. Mỗi phần như vậy là có khoảng 30 câu giống như các bạn thấy bên này. Đấy, nó hỏi rất là nhiều thứ. Có nghĩa là để hoàn thành một cái bàn thể dục thể thao bên Úc, mình mất khoảng 1 năm nữa, học vào cuối tuần để có thể có kiến thức các bạn ạ. Về thể thao, không chỉ là về kiến thức về thể thao mà kiến thức về cơ thể con người, rồi còn kiến thức về kinh doanh trong thể thao nữa, rất là nhiều luôn. Nói chung rất là hay, nhưng mà cũng phải tốn rất là nhiều thời gian để có thể trở nên giỏi trong cái lĩnh vực này. Ok. Đây là các bạn biết được lý do tại sao mấy hôm nay mà mình không ra vlog rồi nha. Bởi vì cái này nè mấy bạn, khó lắm, không có đơn giản đâu. Hi tất cả anh em, và ngày hôm nay đã là ngày 15 tháng 9, có nghĩa là ngày thứ 9 mình cách ly. Đấy, và đây là buổi sáng ngày 15 tháng 9 của mình. Hôm nay tụi mình được ăn một món mới, đó là món bún chả mấy bạn ạ. Bún chả Quảng Ninh. À, nghe chị nói nó hơi khác bún chả Hà Nội một xíu. Đó, đây là món bún chả của tụi mình. Gồm có chả và thịt heo. Đó,
Và đây là mắm bún chả. Và đây là xúc xích và bánh mì. Và một cái bơ. Đó. Và sáng nào cũng có một ly nước cam. Và một ly trà nữa. Đấy, khẩu phần sáng nay của mình. Hành trình giảm cân trong những ngày cách ly có vẻ hơi xa vời, nhưng sẽ cố gắng ăn đầy đủ nhưng mà vẫn tập luyện nhiều. Ok. Đó. Rồi, đó là xong buổi sáng của mình. Bây giờ mình phải ăn và hẹn gặp lại các bạn trong buổi trưa ngày hôm nay. Để coi buổi trưa ăn gì. Hey, hello tất cả các bạn. Và đây là buổi trưa ngày thứ 8 của tụi mình. Đó, hôm nay tụi mình có khá là đặc sắc. Đó, thì có những món sau đây. Đố các bạn biết món gì đây nè. Cái món này mình hay ăn lắm nè mà mình quay mất cái tên rồi. Chạo tôm. Hả? Chạo tôm. Chạo tôm. Chạo tôm. Đó, hàng xóm mình nói vậy mà mình cũng không biết nữa. Còn đây là thịt bò mấy bạn, thịt bò xào. Kiểu giống như bò giống kiểu bò hủ tiếu. Đây. Rất là ngon luôn. Còn cái này là hàu, hàu kho. Không, cái này gọi là phương pháp nấu gì ta? Thực ra mình cũng không biết là nấu kiểu gì nữa, nhưng mà mình biết cái này là hải sản nè, cái này là con hàu nè. Đó. Ok. Và đây là rau xào và canh rau cải. Đó. Thì đó chính là thực đơn hôm nay của tụi mình. Mình đã giới thiệu cho các bạn xong. Còn về đồ ăn có ngon hay không thì chắc chắn là ngon. Bây giờ mình phải ăn nè. Bye bye. Hi, chào tất cả anh em đã quay lại với vlog ăn uống của mình. Và đây là ngày thứ 8 cách ly, buổi tối thứ 8 của mình. Đấy, ngày hôm nay thực đơn rất rất là mới mọi người ạ. Đó, sẽ cho các bạn xem hôm nay tụi mình ăn cái gì. Đấy, hôm nay tụi mình có chả cá nè. Đó, có tôm nè. Tôm xào, tôm rim chứ. Và đây, một con chim cút. Không, thực ra là nửa con. Vì này, mình nhìn là coi như mình thấy, đúng rồi. Đấy, nửa con chim cút mấy bạn ạ. Đó, và cam. Và đây là canh rong biển. Rất là healthy luôn. Đấy, đây là một ít bí luộc. Đó, và đây chính là một bữa tối ngày thứ 8 cách ly của tụi mình. Vậy là tụi mình chỉ còn như ta 6 ngày nữa là tụi mình đã được. Ủa, phải không? Ở đâu lộn? Hôm nay là ngày thứ 9 chứ. Hôm nay là ngày thứ 9 cách ly của tụi mình rồi. Thì tụi mình cách ly từ ngày mùng 6, bữa nay là ngày 15, là ngày thứ 9. Đúng rồi, tụi mình còn 5 ngày nữa thôi là sẽ được về nhà. Ngày nào cũng ăn uống rất là đầy đủ, 6 món mấy bạn, mỗi bữa đều 6 món. Ok, và giúp cho hành trình giảm cân của mình ngày càng khó hơn. Nhưng mà mình sẽ cố gắng hết sức. Để đến ngày chuẩn bị về, mình sẽ khoe video thể lực mới cho mấy bạn xem. Ok, ăn cơm thôi. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã coi vlog ngày hôm nay nha. Mặc dù không có gì quá đặc biệt, nhưng mà hy vọng là các bạn thích nó. Và hãy nhớ nhấn like, subscribe cho channel của mình để có thể cập nhật thêm nhiều video thú vị hàng ngày. Ok, bye bye.